Ok, hello anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với video mới nhất của mình. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một clip, một video liên quan tới cái xe này của mình. Thì lúc đầu á, mình có cái suy nghĩ là mình muốn cái xe mình nó lùn, cho nên là mình thay cái cặp bánh này. Thì cái cặp bánh này gắn vô thì cái xe mình nó rất là lùn, nhưng mà ngược lại thì nó xấu. Khi mà này 14 mình đi cái bánh nhỏ thì mình nhìn nó hơi kỳ, cái khúc đuôi là cái bánh nó nhỏ quá. Đằng trước thì nhìn đẹp. Nhiều anh em kêu mình lên cái bánh đằng sau 17, bánh đằng trước 14. Nói chung nếu mà mình lên thì mình lên một cặp luôn. Bây giờ thì nhìn nó chưa ra cái dáng Thái Lan. Hôm nay mình sẽ rút căm, lên nền, thay lốp, coi nó đã ra cái dáng Thái Lan chưa ha. Bây giờ thì nó thuộc dạng cái dáng gì mình cũng không có biết nữa. Nhưng mà mình bật mí cho anh em là mình sẽ đi cái lốp, cái loại lốp siêu nhỏ. Đó là cái loại lốp siêu nhỏ, và nó là cái loại lốp siêu nhỏ. Thì bây giờ anh em cùng mình theo chân mình đi xem cái loại lốp siêu nhỏ nó như thế nào, rồi lên xe nó có đẹp không. Thì anh em cùng xem hết cái video này của mình ha. Ok. Ok, bây giờ trước tiên là mình có order cái cặp nền. Bây giờ mình lấy cặp nền cho anh em xem trước ha. Cái cặp nền của mình, lấy một cái ra trước ha. Thì cặp nền này của mình á, thì mình order trước sau là 1.4 hết, cho nên là nó cũng như nhau thôi. Cho anh em xem trước một cái ha. Mình kiếm 1.2 nhưng mà không có, mình đành phải mua 1.4. 1.2 thì nó nhỏ hơn. Nền Yoko. Thì nền này á, là mình mua giá của nó là 700 mấy, 800 mấy gì đó, mình không nhớ nữa. Như 800 ngàn á, tầm 800. Cái này là căm. Căm này á, mình mua căm X1R. Thì theo mình thấy là căm này mình mua giá nó rẻ hơn căm Osaki nữa. Chất lượng nó như thế nào, ánh sáng nó như thế nào thì chưa biết, mình chưa xài căm này lần nào hết. Thì tóm gọn là mấy cái căm này nó cũng là căm mạ rơm thôi. Nó mạ rơm thôi. Chất lượng mình nghĩ cũng như nhau thôi. Đó. Căm này thì cũng có hương hiệu là X1R. Thì mình xài thử căm này xem như thế nào. Này là ruột xe. Thì mình thay cặp lốp này á, thì mình mua thêm một cặp ruột xe. Ruột này là ruột nhỏ nè. Còn nếu mà mình không có mua ruột thì không thể nào gắn được. Lớp này là cái lớp siêu nhỏ mà mình nói anh em nè. Đây, lớp siêu nhỏ đây rồi. Đó, nó rất là nhỏ luôn. Nói chung là cái size 45 là cái size nhỏ nhất rồi á. Không còn cái size nào mà nhỏ hơn size 45 nữa hết. Nhỏ quá nhỏ rồi. Cái này là nó nhỏ, dường như là nó nhỏ hơn vỏ xe đạp luôn á. Mình có thể gọi nó là lớp xe đạp. Lớp này thì mình mua cái lớp thương hiệu Camel, thương hiệu rất là bình dân. Giá của cặp lớp này mua chỉ có 300 mấy ngàn. Ok. Thì cây này nâng cấp lên nền 17. Hết thích chơi nền 14 rồi, bây giờ mình sẽ chơi nền 17. Chơi nền 17 anh em ơi. Thì cái gai của lớp này là gai đen lớp. Đó, cái gai nó như thế này nè. Rút căm này thì nói chung là giá cả mắc rẻ thì mình không có quan trọng, không có quan tâm tới. Quan trọng là cái chất lượng mà cái người thợ người ta rút cho mình á, người ta rút cho mình có tâm không, có làm chày đồ của mình không, có trách nhiệm với cái món đồ mà mình làm cho khách hay không. Đó, chứ nói chung là chỗ nào mắc, chỗ nào rẻ thì mình không có quan trọng, không có quan tâm. Nó mắc rẻ hơn nó cũng không bao nhiêu hết. Quan trọng là rút phải kỹ nè. Rồi quan trọng hơn nữa là thường mình đi rút căm là những cái món đồ mình sơn rồi thì ra quải mấy ổng làm chày hết à. Có nhiều ông thợ ổng làm chày hết à. Cho nên là lúc nào mình cũng dặn mấy ổng hết mà lúc nào mình cũng bị chày hết. Nhiều lúc mình có cái suy nghĩ vậy nè. Nếu mình là một người thợ, một người thợ sửa xe, một người thợ rút căm thì mấy cái thứ đó là mình tự giác mình làm cho khách luôn. Mình khỏi cần khách phải dặn mình. Và chắc chắn là mình sẽ làm không bao giờ chạy đồ của khách hàng. Tại vì mình nhận tiền của người ta thì mình phải có trách nhiệm. Cái đó gọi là mình phải có trách nhiệm với nghề á. Giống như mình á, thì mình hay mua hàng ở trên mạng.
mình hay mua hàng online thì đôi lúc người ta giao cho mình không có đúng cái món hàng của mình đó, thì mình cũng bực mình lắm. Mình nói ủa sao mấy người này làm ăn sao mà làm ăn vậy, sao mà phát triển được. Hoặc là mình hay tin tưởng người ta, ví dụ như mình mua cái món hàng này đi, mình đặt cọc trước người ta làm cho mình, thì tới khi họ giao cho mình á, họ giao kiểu như là họ giao cho có thôi, họ làm cho có thôi, họ giao cho mình xong họ lấy tiền. Mình nói ồ, mình thì mình cũng không trách gì hết, mình à, coi như tôi ngu, tôi mua chỗ này không có làm, không có tâm. Nói tóm lại là mình làm cho người ta mình phải có trách nhiệm, có trách nhiệm với nghề anh em. Bây giờ chạy ra chỗ lúc cầm cái này mình đem ra mình xả câm, mình lấy lại bộ câm 14 và cặp niềng 14 này á, thì anh em nào mua thì cứ inbox cho mình ha. Liên hệ thì anh em có thể comment số điện thoại của mình hoặc là xem cái phần mô tả của mình á, thì mình có để ở trong, anh em có thể liên hệ mình để rẻ lại cho anh em. 2000 years later. Đẹp không? Nhìn nó kiểu như là nó trưởng thành hơn là cái cặp bánh này ha. Đó. Wow. Quá đẹp luôn. Đó, thử coi. Cái màu vàng của Yoko này hơi bị đẹp luôn nha anh em. Kiểu như là vàng nhám, còn cái màu vàng của Aiken này thì nó đẹp kiểu khác. Nó là cái màu vàng vàng bóng. Thì cái cặp niềng này nè, mình dư ra niềng 14. Thì cái này có thể gắn cho Vario, những cái xe xài niềng 14 là đều có thể xài được. Thì anh em nào mà có mua niềng này thì có thể liên hệ với mình ha. Cái phần liên hệ mình có để ở phần mô tả. Thì đây là bộ câm, mua cái niềng này thì mình tặng theo bộ câm luôn. Đó. Bán kiểu như để lại cho anh em chơi. Đây là cái lớp, đây là cái lớp siêu nhỏ. Ok, nói chung là cái lớp camel 45 này nó rất là mềm anh em. Vô vỏ ra vỏ rất là dễ nha. Ban đầu mình tưởng là nó cứng. Cái gì vậy? Rồi xong, đứt rồi. Ok anh em, thì mình đã ráp xong cái bộ bánh căm siêu nhỏ lên cái xe của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem coi nó có hợp dáng không, nó có ra dáng dân chơi không, để mà anh em có thể tham khảo lên cho xe của mình ha. Thì nói chung là cái này á, là mình có thể đi quay rim, center, winner, raider, xe gì mình cũng có thể chơi cái phong cách này hết. Thì trước tiên á, là mình sẽ đánh giá về cái loại lốp mà mình mua mình gắn lên cho chiếc xe này. Đó là lớp camel, size của nó là 45. Thì cái lớp này á, cái cao su của nó rất là mềm, cho nên là mình thích, cái điểm mình thích ở cái cao su này á, là nó mềm. Niềng này á, là niềng nãy mình có nói là niềng Yoko, cam X1R, đùm zin, thì đi với cái lớp 45. Thì cái dòng Mio này á, nếu mà anh em chơi bánh căm á, mà anh em chơi lỡ, ví dụ như anh em đi cái lớp 60, nó rất là bự cái xe, nhìn nó không có đẹp. Cái này á, nếu mà muốn chơi đúng cái phong cách của mấy anh Thái Lan luôn á, là mình phải chơi cái lớp siêu nhỏ, giống như mấy anh Thái Lan luôn. Cái lớp xe á, ít anh em nào mà đi đằng trước 45, đằng sau 45 lắm. Bình thường anh em đi là đằng trước 45, đằng sau 60, hoặc là đằng trước 45, đằng sau 50. Đó. Chứ ít anh em nào mà đi hai cái loại lốp mà nó nhỏ như thế này hết á. Lý do là anh em sợ chạy nó không có ok. Thì mình gắn vô, mình chạy thử, mình test các kiểu luôn. Thì mình thấy là cao su nó mềm, cái lốp nó mỏng,
cho nên mình cảm giác giống như là mình chạy một cái chiếc xe đạp mà mình chạy tốc độ cao vậy á. Chơi lốp nhỏ thì quan trọng là mình biết cách chạy anh em. Cái cách mình cầm cái cặp lốp nhỏ mình chạy á, tùy theo cái cách của mỗi người thôi. Bình thường á, mấy anh em Thái Lan chơi lốp nhỏ tại sao? Tại vì mấy ổng chạy đường thẳng không à, ít khi nào mấy ổng bo cua lắm. Đường xá mấy ổng cũng ngon hơn Việt Nam mình nhiều nữa, cho nên là mấy ổng là thường là Mio nè, xe gì cũng vậy, bên Thái Lan là người ta chơi lốp nhỏ hết, bánh cầm hết. Cái gì chứ Thái Lan là không bao giờ chơi bánh mâm, bánh cầm hết, xe gì cũng bánh cầm hết. Bây giờ nãy giờ anh em nhìn cái phần dè của mình nè, mình hạ rất là nhiều. Anh em sẽ đặt cho mình cái câu hỏi là không biết là nó có cạ không, và nó bị cạ ở đâu. Nó bị cạ trong này, thấy không? Đó, nó bị cạ nè, nó bị cạ trong này thôi. Còn cái dè này á, nó cạ rất là ít, nhúng hết luôn thì nó cạ một chút xíu thôi. Thì khi nào mà nó mòn hết ở chỗ đó là nó hết cạ. Thì hôm trước là xe mình nó chưa có giống Thái Lan, hôm nay mình dọn là thì anh em thấy là nó giống Thái Lan chưa. Cái này gắn thêm một cái kiến hậu vô nữa là nhìn nó hơi bị giống Thái Lan luôn á. Ok, quay tổng thể cho anh em xem cái ha. Thì những cái món đồ mình gắn lên xe mình á, mình chỉ quay cho anh em tham khảo thôi. Khi nào anh em thích cái món đó, muốn lên thì anh em có thể lên mạng, lên mạng mình xem mình mua, rất là nhiều chỗ bán. Chứ mình không có để cái vị trí mà mình mua, tại vì mình mua đồ thì mình cũng không có nhớ nữa. Đôi lúc mình cũng không có nhớ mình mua chỗ nào nữa, cho nên là mình không có thể chỉ cho anh em chi tiết được. Mình chỉ mua cái món đồ đó rồi mình quay lên cho anh em tham khảo ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay, và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em, và hẹn gặp lại.